Chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền, thông báo kết quả kỳ họp Quốc hội lần thứ 10 và ghi nhận cả ý kiến cử tri. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri huyện Phong Điền đã bày tỏ thống nhất, đồng tình và vui mừng với những nội dung đã được Quốc hội thông qua trong kỳ họp vừa rồi, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề như tình trạng sạt lở bờ sông Bồ và sông Âu Lâu và vấn đề xâm thực bờ biển tại xã Phong Hải. Cử tri mong muốn nhà nước quan tâm sớm đầu tư xây dựng kè chống sạt ở bờ biển và sông Bồ, sông Âu Lâu, cũng như các công trình giao thông thủy lợi bị hư hỏng do các đợt lụt bão gây ra trên địa bàn huyện Phong Điền. Bên cạnh đó, cử tri xã Phong Mỹ kiến nghị các cấp ngành và ngân hàng cần có chính sách khoanh nợ, giãn nợ và tạo điều kiện cho người dân vay vốn đối với những người dân trồng cao su xã Phong Mỹ bị thiệt hại do các đợt bão liên tiếp, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi để người dân tập trung tái sản xuất sau lũ, nâng cấp đường cứu hộ lên hồ Quao, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, hỗ trợ kinh phí để sửa chữa một số hạ tầng kỹ thuật theo chính sách an toàn khu của xã Phong Mỹ. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận những ý kiến đóng góp kiến nghị của cử tri và cho biết đoàn sẽ tổng hợp để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới, đồng thời chia sẻ động viên người dân huyện Phong Điền đã bị thiệt hại bởi các đợt bão lũ vừa qua, mong muốn bà con nhân dân vượt qua khó khăn, tập trung sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.